Xin chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà cùng xem mùa đông ở bên Cali như thế nào nha. Và ngắm nhìn những hàng cây, những loại cây mà đang ngủ đông nha. Giống như cây sung Mỹ này của nhà mình đây, đang ngủ đông đây cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cây sung Mỹ nhà mình đã chính thức ngủ đông rồi cả nhà. Bây giờ trơ trọi chỉ còn một chiếc lá cuối cùng còn dính ở trên cây đây kìa cả nhà. Và ở dưới gốc đây lá đã rụng xuống và cái màu vàng đã biến thành cái màu nâu và từ từ sẽ biến thành màu đen luôn cả nhà. Mình sẽ gom lại những cái lá này để mà làm phân đó nha cả nhà. Làm phân hữu cơ rất là tốt luôn. Những cái lá rụng xuống như thế này. Phân này là tốt nhất luôn đó cả nhà, sẽ là phân không có chất hóa học gì hết trơn. Nhưng mà mình sẽ ủ cái phân này, ủ cái lá này để làm phân và cho cái mùa tới mình sẽ sử dụng những cái loại đất và những loại lá mình ủ đó sẽ rất là tốt cho cây đó cả nhà. Đây mời cả nhà coi cái ngọn của cây sung đây nha, cái bắp búp màu xanh đó, nó sẽ ra thêm lá vào mùa xuân đó cả nhà. Và ở trên cái đầu của cái ngọn sung này nó cũng có những cái trái li ti đó cả nhà. Những trái li ti đó là sau này nó sẽ có trái đó. Đó, có những cái đốm nhỏ li ti đen đen đó cả nhà thấy không? Sau này nó sẽ lớn thành cái trái sung đó. Đây, cả nhà coi cái lá cuối cùng đây nha. Còn một lá cuối cùng nó chưa chịu thành màu vàng nữa, nó mới hơi hơi à, nó đừng cần lưu luyến mùa thu đó cả nhà, chưa 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 muốn tạm biệt mùa thu cho nên đừng còn một lá cuối cùng đó. Cây sung nhà mình bé xí thôi tại vì mình trồng ở trong chậu, còn bên này là mấy cây sung mà mình nhân giống đó cả nhà. Đây còn được 3 chậu. Cái cây cao này nó hơi héo héo, nó héo héo cái thân, mình cũng không rõ là nó có sống hay không nhưng mà cũng hy vọng là nó sống. Thấy thì nó hơi khô khô, nó không được khỏe. Còn cái chậu ở bên trái thì rất là tốt luôn cả nhà. Cái chậu nhỏ xíu này, cả nhà thấy cái búp xanh xanh không? Nó đã ngoi lên mấy cái nụ xanh xanh đó, là sang mùa mùa xuân nó sẽ bung ra đó cả nhà. Đó, cây này của mình là cái búp xanh dễ thương chưa, chắc chắn là sẽ là sống rồi đó cả nhà. Còn đây là cây đào ở nhà mình đây cả nhà ơi. Cây đào nhà mình đã rụng lá hết rồi và rất là nhiều nụ luôn. Sang mùa xuân là cây đào này sẽ nở bông rất là đẹp đây cả nhà ơi. Năm nay Tết đến sớm hơn cho nên mình nghĩ là cây đào này của nhà mình sẽ không có kịp đón Tết rồi. Mình không có kỹ thuật chăm cho nên rất là khó để đón Tết đúng Tết. Sung ở bên Mỹ chỉ có một mùa thôi cả nhà, không có giống như sung ở Việt Nam có quanh năm. Tại vì sung ở Mỹ phải ngủ đông nữa cả nhà ơi. Ngủ đông cho nên chỉ có được có một mùa thôi. Không có được nhiều trái như ở Việt Nam đâu. Mùa đông cho nên cây nào cũng ngủ đông hết trơn rồi cả nhà ơi. Ngủ đông để lấy sức qua mùa xuân sẽ ra hoa và kết trái tiếp. Còn cả nhà coi cái trái sung của mình đây. Cây này thì không còn lá nhưng mà còn một trái duy nhất. Trái này lần trước mình có quay video rồi. Mình nghĩ là chắc là nó sẽ không có chín đâu. Còn bên đây là hàng xóm nhà mình đây. Nhưng mà cũng có một số loại cây rụng lá trễ lắm cả nhà ơi, bây giờ mới vàng lá thôi. Và tiếp theo mời cả nhà cùng đi lên núi nha. Cả nhà thấy hai bên đường trắng đó là gì không? Ở trên núi, ở Cali ở bên trên núi thì mới có tuyết nha cả nhà. Đó, cái xe mà xúc tuyết nó mới chạy ngang đó cả nhà. Hai bên đường trắng tinh hết luôn, đó là tuyết đó cả nhà ơi. Nhưng mà từ sau xe đi lên chỗ có tuyết đó là phải đi khoảng
4 đến 5 tiếng đồng hồ thì mới tới nha cả nhà. Cả nhà thấy cái giọt nước nó dịu xuống, nó lạnh và nó đóng đá đẹp chưa? To quá đi trời ơi. Cái cục nhỏ đầu tiên gì nè, đó xong mới lăn lăn từ từ. Bé người tiết đầu tiên của mình đó cả nhà ơi, lần đầu tiên trong đời mình làm người tiết đó cả nhà. Và bây giờ là mình trở lại San Jose rồi cả nhà ơi, cùng ngắm những hàng cây lá đã rụng hết trơn rồi, các cây đã ngủ đông rồi cả nhà ơi. Mùa đông các cây ngủ thì cảm giác nó buồn, nhưng mà thực ra không có buồn đâu cả nhà, nhìn nó cũng rất là hay đó. Đến mùa xuân nó lại ra hoa ra lá thì rất là đẹp, nhưng mà mùa đông rụng lá cũng có cái đẹp của mùa đông nữa cả nhà. Cả nhà thấy còn một số cây nó vẫn chưa rụng hết lá không? Tại vì Cali ấm cho nên á, có một số cây á, nó rụng lá rất là trễ, nhưng mà cũng có một số cây á, thì nó rụng lá sớm lắm. Nó tùy thuộc cái giống cây thôi. Và xin mời cả nhà cùng dạo trên cung đường của San Jose để thấy những hàng cây rụng lá và một số hàng cây rất là xanh luôn. Nó có nhiều loại cây cho nên mình sẽ có những cái phong cảnh là cây đã rụng lá, một số phong cảnh là cây rất là xanh, rất là đẹp ở trên đồi, trên núi, các bãi cỏ xanh rì tại vì mùa đông có mưa đó cả nhà, rất là thích luôn. Mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.